lên mà sao cảm rất là khó chịu các bạn. Hiện tại thì Phạm Minh Chiến với cái chiếc màu đỏ phía sau đang tranh hạng nhì nha. Ôi 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 ôi, quá căng. Ôi té luôn rồi, chết mẹ ơi. Rồi luôn rồi. Trời ơi, nói chung là anh đã cố gắng hết sức cạp cạp nhưng mà cuối cùng thì anh cũng bị cạp luôn rồi. Ôi má ơi, chết bà rồi. Trời ơi, hơi. Hồi nãy là cái anh Su Bảo Lộc này là anh bị xui là một cái là cái máy khi đời ba rồi. Nhưng mà hồi nãy là hình như là đã có cái sự mà tiến triển vượt lên. Đang canh hạng 2 thì bắt đầu đứng té luôn ha. Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Hoàng Thanh. Hiện tại mình đang có mặt tại sân vận động Cao Lãnh để mà quay cái giải đua xe tranh cúp du lịch quốc gia cho người xem đây ha. Thì bây giờ là tới Hải Gia Z chuyên nghiệp 125 và cái hải này thì có là 16 thí sinh ha, và chia làm 4 bảng các bạn, mỗi bảng là 4 thí sinh các bạn, để mà tranh vé vào trong bán kết ha. Bây giờ thì tất cả các thí sinh vô sang để mà dọc xe để mà cho quen sang quen xe đó các bạn. Gia Dép thì ở đợt giải vừa rồi ở Cần Thơ thì là hình như là Casper và Dương Lan Thảo Ngân đồng giải nhất hay là giải nhì đó các bạn. Các bạn thì bây giờ tất cả các thí sinh chuẩn bị bước vào cảnh xuất phát để mà đua cái bảng đầu tiên của vòng loại thứ nhất của hệ chuyên nghiệp Gia Z 125 ha. Thì ở lượt đầu tiên này thì sẽ có 4 thí sinh đua là Thiện Vĩnh Long, Dương Lan Thảo Ngân và Tiên Sport và thêm một cái nữa hình như là tem anh em các bạn, nhưng mà không biết là phải không ha. Bây giờ thì chuẩn bị xuất phát rồi các bạn. Hải Gia Z này thì gồm có là 16 thí sinh ha, và chia làm 4 bảng đua các bạn. Đây là bảng đầu tiên đua 10 vòng các bạn, để mà tranh nhất nhì nội trực tiếp ha, tranh vé vào trong bán kết. Bây giờ thì trời đã đổ vài hột mưa thì cái mặt đường đã bắt đầu ướt các bạn, nên cái sự mà tranh chấp và chạy ở trên lộ như thế này rất là khó. Hiện tại bây giờ thì Dương Lan Thảo Ngang đang dẫn đầu ha, và cái chiếc thứ hai màu xanh nước biển đó là của Thiện Vĩnh Long các bạn. Thì ảnh đến đây chỉ có một xe một mình một ngựa thôi. Bốn anh đang cái khoảng cách giữ rất là an toàn các bạn. Ôi tranh kìa. Ôi 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 ôi, ôi qua luôn rồi. Rồi bây giờ Thiện Vĩnh Long đang dẫn đầu nha các bạn. Wow, phải nói là cái sự mà thứ hạng đang thay đổi rất là cao. Dương Lan Thảo Ngân hồi nãy đang dẫn đầu nhưng mà chỉ qua một cái cua thì Dương Lan Thảo Ngân dùng một cách nào đó đã lọt xuống hạng tư luôn các bạn. Và bây giờ thì hình như là team anh em đang dẫn đầu, và thứ hai là Thiện Vĩnh Long, thứ ba là Tiên Sport và thứ tư là Dương Lan Thảo Ngân ha. Các bạn ơi, mưa các bạn ơi. Hiện tại thì mình vẫn đang đứng ngoài mưa để cố gắng là quay gỡ hình ảnh đến người xem đây. Thì đua như thế này thì sẽ có là hai loại bánh ha. Đó là bánh bánh khô và bánh mưa các bạn. Nhưng mà khi trời mưa đổ như thế này thì khi mà xe vô xăng thì mình không thể nào mà kẹp hai bánh mưa được các bạn. Wow, có sự thay đổi các bạn ơi. Còn hai chiếc này đang tranh nhất nhì đây. Thì là do là Hải Gia Z là chỉ có 16 thí sinh thôi, ít hơn Ad Center là tới 16 thí sinh nên chỉ đua một vòng loại các bạn là đi vô bán kết luôn. Rồi bây giờ là team anh em và Thiện Vĩnh Long đã dọn đầu vòng trong rồi các bạn. Quá tuyệt vời.
vòng nữa thôi. Ôi tới ơi, tới ơi. Ôi tuyệt vời. Đây thì cái chiếc banano mới vừa vô giờ sang đã bị gớt này luôn các bạn. Bây giờ thì nói chung là trời mưa rất là trơn trượt ha. Tuy là tất cả các đội đã thay bánh mưa vô rồi, nhưng mà cái mặt mà săn ướt như thế này cũng rất là khó chạy các bạn. Từ đầu tới giờ thì nói chung là rớt này khi mà dạo săn thì rất là nhiều ha, tầm khoảng 3-4 chiếc rồi các bạn, giống như là cái điểm này có được cái hôn vậy. Còn thì nãy giờ là gián đoạn là do trời mưa các bạn, thì tất cả các câu lạc bộ đem xe vô để mà thay giỏ mưa ha. Bây giờ thì tiếp tục bảng thứ hai của dòng loại do Z chuyên nghiệp 125cc này các bạn. Thì ở trên này thì có Vườn Lan Thảo Ngang Banano và Tem Anh Em ha. Đây, Tem Anh Em Su Bảo Lộc đây các bạn. Và Vườn Lan Thảo Ngang. Và bên đây là Banano. Còn chiếc màu đỏ này của bên câu lạc bộ nào thì mình không nhớ rõ nha các bạn. Thì bên Tem Anh Em Su Bảo Lộc thì cũng là một đội đua khác tiếng ở Bình Dương các bạn. Không biết là phải Bình Dương không nữa, mình nhớ lộn rồi. Nói chung là cũng giữ trời lắm các bạn. Thì để coi là kết quả như thế nào ha. Dòng này là dòng đội trực tiếp lấy 2 bỏ 2 các bạn. Rồi bây giờ thì chuẩn bị bắt đầu đây. Đã thay bánh mưa vô rồi các bạn. Lên. Ôi xe của Tem Anh Em Su Bảo Lộc bị vấn đề các bạn ơi. Đây. Rất là xui chảnh ha, hình như là xe bị lỗi dây thần hay sao. Ok, bị lỡ kỹ thuật các bạn ơi. Điện hợp xăng cái gì đó các bạn. Nhưng mà còn thể là 90 vòng thi đấu thì để coi là ảnh có thể là cải tiến được cái số thứ hạng của mình hay không các bạn. Rồi bây giờ thì đã mượt máy rồi đây. Còn phía trước thì hiện tại thì Vườn Lan Thảo Ngang đang dẫn đầu các bạn. Và tiếp theo đó là cái chiếc lồng màu đỏ. Cái tiếp là Banano. Hai chiếc này hiện tại đang nhất nhì các bạn. Thì nhất nhì sẽ được lọt vào trong bán kết ha. Tại vì da dép nó sẽ ít hơn Absinthe. Nên là da dép chỉ đua một dòng loại đó các bạn, là đi thẳng vào bán kết luôn. Quá xa khoảng cách mà phải nói quá xa cho anh em mà Tem Su Bảo Lộc để mà rút ngắn được, để mà lọt vào vòng bán kết thì rất là khó khăn các bạn. Hiện tại bây giờ là anh đang đứng thứ hạng tư và bị bỏ là tầm khoảng nửa vòng luôn rồi. Quá xui khi mà ảnh tài ba thì cái máy nó bị trục trặc ha. Còn ở bên hải Adventure thì Phước Trâm đã lọt vào vòng lỗi thứ hai 5 chiếc xe luôn các bạn. Hôm nay thì bên hải Adventure bán chuyên nghiệp 150 rồi Phước Trâm đem đến là 5 chiếc Adventure thì đã lọt vào vòng lỗi thứ hai 5 chiếc luôn các bạn. Thì vừa rồi ở bên Cần Thơ thì bên Tem Phước Trâm đã đoạt chức vô địch và thêm một cái nữa là hạng nhất và hạng ba luôn nha. Để hôm nay coi là bên hải Adventure là như thế nào thì mọi người cùng đón xem nha. Anh em nào mà muốn xem lại cái dòng loại của hải Adventure thì có thể là bấm vô trong cái phần đường link của bình luận, mình sẽ là dán ở đó. Đó, tại vì mình quay video mình chia ra hai hệ như thế này để cho mọi người dễ theo dõi và từng dòng như thế này ha. Ở những dòng loại như thế này thì nói chung là tất cả thí sinh chỉ cần giữ thứ hạng thôi chứ không có sự tranh chấp nhiều đâu các bạn. Giống như là khi mà đã đoạt hạng nhất hạng nhì như thế này thì mình cứ chạy để mà giữ khoảng cách an toàn thôi để mình được vô vòng trong. Khi mà vào bán kết và chung kết á, lúc đó là mới là tranh quyết liệt ha. Đây anh Banano đã rớt này. Ôi này ơi, chết bà rồi. Trời ơi hơi. Hồi nãy là cái anh Su Bảo Lộc này là anh bị xui là một cái là cái máy khi đời ba rồi. Nhưng mà hồi nãy là hình như là đã có cái sự mà tiến triển vượt lên. Đang canh hạng 2 thì bắt đầu đứng bé luôn ha.
Trời ơi, quá xui luôn rồi, cho bên team anh em xuống Bảo Lộc các bạn ơi. Một chút xíu nữa thôi là ảnh được hạng 2 là có thể là đoạt vợ chồng bán kết rồi. Bây giờ thì hình như là không còn cơ hội nữa rồi các bạn. Rồi bây giờ thì bảng thứ hai của dòng loại da dép 125 đã kết thúc ha. Tiếp theo là tới bảng thứ ba rồi các bạn. Rồi xin chia buồn cho bên team anh em Xuân Bảo Lộc ha. Một chiếc đã không, một chiếc đã bị loại rồi các bạn. Bây giờ là bảng thứ ba của dòng loại hệ Adventer lộn hội da dép 125 đây các bạn. Thì hôm nay thì có câu lạc bộ của Barcelona và Dương Lan Bảo Châu. Và đêm chiếc màu đỏ với màu xanh của ai thì mình không biết các bạn. Wow, Phạm Minh Chiến là chạy cái chiếc của quốc Barcelona các bạn. Mang số dân số 8 ha. Hiện nay thì Phạm Minh Chiến đang đứng thứ hai các bạn. Phạm Minh Chiến nói chung là một cái tay này thì cũng rất là cố tiếng. Hình như là mấy anh em nào mà đâm đua xe thì biết tên ảnh các bạn. Ở Cần Thơ vừa rồi thì ảnh đua cho Dũng Liều và đã xảy ra cái sự tranh chấp ở vòng chung kết đó các bạn. Thì hôm nay thì anh đã đổi cái câu lạc bộ ha. Hôm nay thì anh chạy cho Phúc Barcelona các bạn. Ba chiếc hiện tại đang tranh chấp rất là sáng luôn các bạn ơi. Quá sát sao. Thì tại vì là cái dòng này là cái dòng tranh thẳng cho bán kết luôn. Bởi vậy là máy thí sinh này đua rất là quyết liệt các bạn. Chỉ cần được hạng nhất hoặc là hạng nhì là có thể lọt về vòng trong ha. Quá sát. Phạm Minh Chiến bây giờ là đang đứng thứ hai thì đang bị anh phía sau cạp rất là khó chịu các bạn. Quá trời, anh còn sao anh cạp kìa. Thì đua đi là các bạn thấy ở trên màn hình là có thể chạy như vòng tròn như thế này, nhưng mà bên trong kỹ thuật rất là nhiều các bạn. Đó. Tại vì bóp thắng nhả thắng đủ các kiểu ở trên đó, chứ không phải là mình chạy nhanh là mình hay đâu ha. Nhiều khi là các bạn thấy là giữ khoảng cách rất là gần, nhưng mà anh hồi trước nhả thắng hoặc là đạp thắng gì đó thì nó rất là khó chịu các bạn. Đó kêu bằng là chiến thuật đó các bạn. Và để mà được vượt qua mặt nói chung là cũng như là cả một vấn đề. Ôi qua ơi, chưa trời ơi, quá sáng cái anh mà sao cạp rất là khó chịu các bạn. Hiện tại thì Phạm Minh Chiến với cái chiếc màu đỏ phía sau đang tranh hạng nhì nha. Anh mà sao anh cạp đúng là khó chịu luôn các bạn. Rồi luôn rồi. Trời ơi, nói chung là anh đã cố gắng hết sức cạp nhưng mà cuối cùng thì anh cũng bị cạp luôn rồi. Quá các bạn ơi, cộng thêm một cái nữa là đường mưa trơn trượt ha. Rồi bây giờ thì tương lai thì là Phạm Minh Chiến sẽ lọt về vòng trong rất là cao các bạn. Ôi quá trời, thì cái anh này anh bị té ngay cái vòng cuối luôn. Cái vòng cuối cùng là cái vòng phải nói là ăn chịu nhất các bạn. Mất trên nó lên đất luôn trời. Nè các bạn, đẩy nguyên một đống giống như là cái cọn bên bển luôn trời. Rồi bây giờ thì đem xe vô ha. Không biết là có bị xe sát nặng hay không các bạn, nhưng mà hiện tại thì anh đang nằm đó để mà bình tĩnh lại các bạn. Hồi nãy anh té với cái tốc độ phải nói rất là cao nha các bạn.
Thì khi mà vô trong cái bộ môn đua xe này là cái chiến thuật của các tay lái rất là nhiều các bạn, chứ không phải là mình cứ lên ga chạy là thắng đâu. Thì ở ngoài sau cạp như thế là ở ngoài trước nếu mà chịu không nổi là tự động dạt ra, là ở ngoài sau là dương lên liền. Còn nếu mà chiếc ở ngoài trước giảng đầu biết xử lý thì chiếc ngoài sau cũng rất là khó chịu các bạn. Đây bên đây hình như là cầu cứu băng ca ha, có lẽ là hình như là nặng nha các bạn. Nói chung là cũng xin chia buồn với cái anh tay này ha, chỉ còn một chút xíu nữa là anh có thể là vượt qua một, phải nói là cái tay tôi, một tay đua cũng có tiếng đó các bạn, Phạm Minh Chiến. Nhưng mà một chút sơ sót thôi, là thiếu kỹ thuật một chút xíu rồi là các bạn thấy là mình phải là đánh đổi liền. Rồi bây giờ là có thể là khiêng cánh vô ha. Ô, anh đi bộ nổi các bạn ơi, vậy là không sao rồi. Thì ở trong cái cuộc đua thì tất cả các thứ nón bảo hiểm và áo giáp, giày dép và bao tay thì được bảo đảm an toàn rất là cao, nên tuy là té rất là mạnh nhưng mà để ảnh hưởng tới cái phần da thịt thì nói chung là cũng ít thôi các bạn. Ở đây thì xe hỗ trợ đầy đủ rất là nhiều để bảo đảm an toàn cho tất cả thí sinh để mà đua được một cách là thoải mái nhất có thể ha. Và bây giờ thì chuẩn bị tới vòng đấu thứ ba hay là thứ tư gì để hồi mình cố định vị trí lại rồi mình hỏi nha các bạn. Hiện tại giờ thì thí sinh chưa ra các bạn ơi. Rồi bây giờ thì xe cấp cứu chở đi luôn nha các bạn, để mà kiểm tra phần mềm là ta phần mềm lại các bạn. Một anh tay này đã bị lỗi. Rồi bây giờ thì tiếp theo là vòng đấu cuối cùng là bảng thứ tư của dòng loại hại da Z 125 chuyên nghiệp ha. Ở đây thì da Z và Center đều là 62 tự do các bạn. Rồi bây giờ thì mời mọi người cùng xem đoạn video cuối cùng của dòng loại hại da Z ha. Đây tem anh em xuống Bảo Lộc đây. Thì hôm nay thì tem anh em xuống Bảo Lộc đem đến đây là hai xe các bạn. Và Quốc Barcelona là hai xe. Thì vừa rồi là Phạm Minh Chiến đã chạy cho bên câu lạc bộ Quốc Barcelona đã vô một xe các bạn. Bây giờ thì còn một xe nữa để coi là như thế nào ha. Đây vòng cuối cùng này nói chung là những tay đua mạnh không à. Bây giờ thì bốn xe sẽ bước vào gạch xuất phát này các bạn. Quốc Barcelona, tem anh em Xuân Bảo Lộc và Banano ha. Và chiếc màu xanh dương là của bên câu lạc bộ nào thì mình không nhớ rõ các bạn. Quốc Barcelona đây, tem anh em Xuân Bảo Lộc đây và Banano đây các bạn. Nó thì Xuân Bảo Lộc chỉ còn một xe như thế này thôi. Không biết là có thể là tranh đi vô trong bán kết được không ha. Tại vì hôm nay đem đến chỉ có hai xe thôi các bạn. Đó, bắt đầu. Xuân Bảo Lộc đang đứng hạng nhì. Banano hạng 2 và Phúc Barcelona hạng 3 nha các bạn. Ủa hạng 4. Quá. Cái khoảng cách giữ rất là gần các bạn. Cái khoảng cách giữ rất là gần ha. Thôi bây giờ thì đây anh em Xuân Bảo Lộc đang đứng hạng 2, Banano hạng 3 và Quốc Barcelona hạng 4. Wow, đã cạp. Ở những vòng đấu đầu tiên thì nói chung là mấy ảnh chỉ là cạp cho cái khoảng cách nó gần lại thôi, để mà cho con coi là cái đua nào yếu cơ hơn ha. Ở những vòng đấu cuối cùng thì mấy ảnh mới tăng tốc các bạn. Quá dữ trời. Chưa có sự thay đổi đâu các bạn ơi. Hiện tại thì bốn chiếc chẳng đang giữ cái khoảng cách rất là đều. Nó giống như là cái đoàn chiến lửa bò vậy. Thank you.
chưa có cái sự thay đổi về cái số thứ tự các bạn. Wow, wow. Cái anh Phúc Barcelona mới vừa dãy xe một cái ha. Bên câu lạc bộ Phúc Barcelona mới vừa dãy xe một cái. Ôi. Rồi, Barcelona vừa lên hạng nhì rồi. Đã có sự thay đổi các bạn ơi. Và team anh em Super Bowl đã lọt xuống hạng 3 rồi. Bây giờ thì anh phải tranh lại đây. Bây giờ anh phải tranh lại, nếu mà không tranh lại thì anh sẽ bị loại luôn ha. Wow, bây giờ thì anh đã lọt xuống hạng 4 luôn rồi các bạn. Quá khó cho team Super Bowl các bạn ơi. Bây giờ thì anh đã lọt xuống hạng tư luôn rồi ha. Bây giờ thì Phúc Barcelona đang tranh với Barcelona để mà giành hạng nhì, để mà lọt vô trong vòng bán kết đây các bạn. Ôi, dở bắt đầu luôn. Rồi, vậy thì team anh em Super Lọt đem đến hai xe đã đi về tay trắng luôn rồi các bạn ơi. Và Phúc Barcelona đã dọt vào bán kết một xe ha. Bỏ lộn, đúng rồi. Còn cái chiếc mới vừa chạy này đã bị lội rồi. Banano đã vô vòng bán kết rồi các bạn. Rồi thì bây giờ thì chào tạm biệt các bạn ha. Để mình sẽ, chừng nào mà đua bán kết mình sẽ quay tiếp tục cả đến cho mọi người xem. Thì mình sẽ chia ra nhiều phần như thế này để cho mọi người dễ theo dõi các bạn.